Vũ Nhân, kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, thứ Bảy ngày 5 tháng 1 năm 2019, lễ khánh thành tượng đài Petrus Trương Vĩnh Ký đầu tiên tại hải ngoại tại trung tâm giáo dục La Salle tại thành phố San Jose miền Bắc của tây bang California. Đáp lời mời của nhóm thiện chí xây dựng tượng đài Petrus Trương Vĩnh Ký tại hải ngoại, rất đông các quan khách và cựu học sinh của trường từ các nơi trên thế giới về tham dự. Phúc tượng đồng toàn thân vinh danh ông Petrus Ký trước đây đặt tại vườn hoa trước dinh độc lập Sài Gòn. Sau năm 1975 đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phá bỏ. Và vì thế đối với rất nhiều người quan tâm nói chung cũng như là các cựu giáo sư, cựu học sinh trường Petrus Ký nói riêng, chúng ta đã làm được, kính thưa quý vị, đó là ngày khánh thành tượng đài nhà bác nữ học Petrus Trương Vĩnh Ký đầu tiên ở hải ngoại. Sau hơn 10 năm thai nghén và thực hiện, giờ đây công trình tượng đài Petrus Ký đầu tiên hải ngoại đã được hoàn tất với biết bao niềm vui và hạnh diện. Cũng nhân dịp này, nhóm thiện chí xin chính thức chuyển giao tượng đài đến quý sơ của trung tâm giáo dục La Salle. Tiên là dòng La Salle rất là vui để tiếp đón tất cả quý vị dự diện ngày hôm nay, cũng như bức tượng của thầy chú ký một nhà gọi là nhà giáo dục xứng đáng là cái nơi cho ngài ở. Sơ đây là sơ thanh của dòng La Salle. Đây là cái ngày mà rất là hãnh diện cho trung tâm La Salle để chào đón tất cả quý khách tới tham dự cũng như để khánh thành ngày tượng đài Petrus Ký. Một cái dấu hiệu tốt và tiếng Việt còn và con người Việt Nam vẫn còn. Và ngày hôm nay sơ rất là hãnh diện để đứng dưới tượng đài đây cũng như trong khuôn viên của dòng La Salle để nói lên lòng biết ơn cũng như là lòng hãnh diện. Tên là tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương ở Đức. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký là một cái danh nhân lỗi lạc của Việt Nam về văn hóa, về giáo dục. Ông đã có rất nhiều công trong cái việc mà phổ biến, phổ cập văn xuôi quốc ngữ. Và ông cũng là người sáng lập ra cái tờ báo Gia Định Báo, là tờ báo đầu tiên của Việt Nam. Ông Trương Vĩnh Ký như vậy là một cái nhà văn hóa và một nhà giáo dục. Thế chúng tôi là Lại Đức Hùng, là Tổng Thư ký của Liên hội Người Việt Quốc gia vùng Bắc California. Đây là niềm hãnh diện không những cho cái trung tâm La Salle được cái tượng của nơi an vị tượng của nhà học giả, mà cũng là cái niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam và toàn thể đồng bào Việt Nam và trên toàn thế giới nữa. Vân Lê là một ủy viên giáo dục học khu Eastside. Vân Lê rất là trân quý những tấm lòng của những thầy cô tổ chức và khánh thành cái bức tường của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, là một điểm hãnh diện cho cộng đồng cũng như trong thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara. Tại vì tất cả những anh chị đi trước đã học ở Sài Gòn, cái trường học này thì đã có tiếng ở Sài Gòn. Hôm nay thấy rồi mọi người rất là hưởng ứng, rất đông. Tôi là Bùi Hữu Liêm. Ông Trương Vĩnh Ký là một người có công rất là nhiều trong cái vấn đề mà phát triển chữ quốc ngữ Việt Nam. Bởi vì cái chữ quốc ngữ là trước, thời ông Vĩnh Ký 300 năm trước là giáo sử Đất Lộ. Nhưng mà không có phát triển với triều đình Huế thì không có phát triển ngôn ngữ mới. Mình vẫn xài tiếng Hán và tiếng Nôm. Nhưng mà ông Trương Vĩnh Ký mới là cái người để bắt đầu đem cái tiếng Việt vào trong sử dụng. Thì cái này là một cái điểm ban đầu, thì coi như đây là một cái, nếu được những cái tổ chức hội đoàn văn hóa nên làm việc với trung tâm La Salle, dùng đây là một cái mốc để phát triển vấn đề văn hóa. Vâng, chúng tôi là kỹ sư người Tân Thọ. Tất cả những học sinh, kể cả những giáo sư của cái trường Petrus Ký này, họ luôn luôn hành diện về cái ngôi trường mà mang tên Petrus Ký, bởi vì đây là một cái nhân viên của nước nhà. Và lớp trẻ ở hải ngoại này cũng nên theo đuổi những cái gương này để mà học tập. Dạ, hôm nay con thấy cái tượng Petrus Ký, đây là cái ông mà đưa tiếng Việt vào Việt Nam. Do anything you like and don't be afraid of doing it. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose miền Bắc của tây bang California, Hoa Kỳ.